Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với Xe Giá Tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Santa Fe nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 6 rồi, và chính sách giá bán lại được tăng cường ưu đãi ở cái thời điểm này, với mức ưu đãi giảm tiền mặt lên đến 95 triệu và tặng anh em gói phụ kiện lên đến 30 triệu, tổng giá trị quà tặng lên đến hơn 120 triệu anh em ạ. Thì trong cái video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ về cái mức ưu đãi này, tính tổng lăn bánh cho anh em 4 cái phiên bản của dòng Hyundai Santa Fe này. Nó bao gồm hai cái tùy chọn động cơ, đó là động cơ máy xăng và động cơ máy dầu anh em nhé. Thì dòng xe Hyundai Santa Fe này đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ có trên thị trường. Ví dụ như là cạnh tranh trực tiếp với xe Kia Sorento, cạnh tranh trực tiếp với xe Toyota Fortuner hay là chiếc xe Mazda CX-8, đúng không ạ? Thì ngay sau đây em sẽ chia sẻ nhanh tới anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản máy xăng tiêu chuẩn. Bản này hiện tại đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 055 triệu. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em và tặng cho anh em gói quà tặng lên đến 30 triệu. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 127 triệu. Trả góp thì đang là 293 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1 tỷ 110 triệu. Trả góp thì đang 274 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 094 triệu. Trả góp thì đang là 254 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký, ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói anh em nhé. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình, thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết và giá sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Với cái bản máy 2.5 xăng tiêu chuẩn này, bên em hiện tại đang rất sẵn xe, có thể giao ngay cho anh em ở cái thời điểm đầu tháng 6 này để nhận chính sách tốt, và có thể là chờ cái thời điểm giảm thuế trước bạ của nhà nước để đi đăng ký anh em nhé. Đó, anh em có thể cân nhắc cái điều này. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai của máy xăng, đó là cái bản máy xăng cao cấp. Bản này hiện tại đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 275 triệu. Trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 95 triệu anh em nhé. Tặng anh em gói phụ kiện theo xe lên đến 30 triệu và gói phụ kiện này không có quyền quy đổi ra tiền mặt anh em ạ. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 340 triệu. Trả góp thì đang là 342 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1 tỷ 320 triệu. Trả góp thì đang là 318 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 305 triệu. Trả góp thì đang là 299 triệu. Với cái bản máy xăng cao cấp này thì bên em sẽ còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Và cái mức ưu đãi như thế nào, chi tiết ra sao thì anh em vui lòng gọi điện cho em để nhận chính sách báo giá nó sẽ cụ thể hơn. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản máy dầu tiêu chuẩn. Bản này hiện tại đang có mức giá là 1 tỷ 155 triệu. Trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 90 triệu và tặng anh em gói phụ kiện theo xe lên đến 30 triệu anh em nhé. Với cái mức ưu đãi như trên thì anh em hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn cái phiên bản máy dầu tiêu chuẩn này, vì mức ưu đãi ở thời điểm hiện tại đang rất là tốt rồi. Có thể ký lấy xe thời điểm này và đợi cái thời điểm giảm thuế trước bạ của nhà nước để chúng ta đi đăng ký. Nếu mà anh em nào mà có nhu cầu thực sự rồi mà chưa đi mua nhá, thì dần dần đến cái ngày giảm thuế trước bạ có chính thức thì cái giá xe, cái ưu đãi nó sẽ bị co lại. Anh em lưu ý cái phần này. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội với cái bản máy dầu tiêu chuẩn này thì đang là 1 tỷ 234 triệu. Trả góp thì đang là 317 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1 tỷ 215 triệu. Trả góp thì đang là 295 triệu. Lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 201 triệu. Trả góp thì đang là 277 triệu.
Tổng thân bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói chỉ cần đến lấy xe và bấm biển thôi, thì anh em có thể là thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ vào anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản cao cấp của máy dầu. Bản này hiện tại đang có mức giá là 1 tỷ 375 triệu. Với chính sách giá bán ở thời điểm hiện tại, giảm tiền mặt cho anh em và tặng anh em gói phụ kiện lên đến 30 triệu. Đó. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 445 triệu. Trả góp thì đang là 374 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1 tỷ 421 triệu. Trả góp thì đang là 347 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 406 triệu, trả góp thì đang là 328 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về tiền khuyến mại, về quà tặng, phụ kiện và tính tổng lăn bánh cho anh em tất cả các phiên bản của dòng xe Hyundai Santa Fe ở cái thời điểm đầu tháng 6 này rồi. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất mỗi khi có biến động của thị trường anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.